Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ mở một cái hàng đến từ thecubicle.com. Thì đây chính là cái business card của bên thecubicle.com. Thì chúng ta có link của Instagram, Twitch, rồi YouTube, rồi Facebook này kia. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp khối Monster Gold. Đây là một khối Monster Gold Smart Cube. Thì cái khối này là khối Rubik thông minh, gọi là rẻ nhất hiện nay luôn. Thì ở đây thì mình nghĩ là chắc là chúng ta sẽ có là hướng dẫn này kia, thì mình sẽ nghiên cứu thêm về nó. Thì đây là cái khối Smart Cube. Thì mình nghĩ là khối này chắc là nó sẽ xài pin như là khối Gen I Carry vậy mấy bạn. Tại vì mình không thấy là trong cái hộp này có đồ sạc hay là cái gì hết. Ok, bây giờ mình sẽ làm thử những cái lần xoay đầu tiên xem cảm giác của khối này như thế nào. Cảm giác nó 80% sẽ giống với lại Gen I Carry mấy bạn. Nhưng mà một cái điểm trừ là mình thấy là cái khối này á, có vẻ như là nó bị kẹt lắt nhắt nhiều hơn là khối Gen I Carry. Và tính năng của nó cũng rất là giống Gen I Carry. Khi mà các bạn xoay này, bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có những cái đèn màu trắng nó nhấp nháy như thế này. Một cái khối mà giá khá là rẻ mà hãng Gen họ cũng đã đầu tư khá là nhiều những cái tính năng như cho nó luôn. Bây giờ mình sẽ mở cái center cap ra xem có cái gì trong đây nha. Đây các bạn, cái center cap của nó cũng y chang như là khối Gen I Carry luôn. Nên là mình nghĩ á, khối này là pin này kia cũng y chang như là Gen I Carry. Thì mình mới đọc cái tờ giấy hướng dẫn của khối Monster Gold này xong ấy, thì mình có thể thấy là cái cách mà chỉnh pin này kia cũng rất là giống Gen I Carry luôn. Nên là mình sẽ để cái link video thay pin Gen I Carry cho các bạn xem nha. Mình sẽ để ở phần mô tả cho các bạn và nó cũng sẽ hiện đâu đó trên màn hình luôn. Và cái pin mà các bạn cần phải mua cái mã pin á là CR1632. Thì mình sẽ để link, xin lỗi các bạn, mình sẽ để cái tên cho các bạn ha. Thì các bạn muốn mua thì mình nghĩ các bạn chỉ cần mua online, các bạn bấm vô cái mã đó thì nó sẽ ra cái mã pin đó thôi. Còn cách thay pin thì mình sẽ để cái link và video mình đã hướng dẫn rồi về khối Gen I Carry ấy. Thì cái này nó cũng y chang thôi, không có gì khác biệt cả. Đây các bạn có thể thấy. Thì đầu tiên thì mình sẽ vào ngay cái app tên là Cube Station. Thì mình cũng đã nói về app này khá là nhiều trong những cái video review về Gen I Carry với lại Ganai này kia rồi. Thì các bạn chỉ cần tạo tài khoản thôi, rồi vô đây thì chúng ta sẽ kết nối cái khối này với lại cái điện thoại của chúng ta. Thì cái cách kết nối là các bạn bấm vô chữ Q, rồi bấm vô add cái này vô ấy. Chúng ta phải xoay như thế này này. Đó, khi mà chúng ta xoay cái đèn trắng nó nhấp nháy á, thì các bạn có thể thấy là trong đây này nó đã hiện ra cái tên. Các bạn đợi một chút xíu nha, thì nó sẽ hiện ra đây, Monster Gold Smart Cube nè. Các bạn bấm vô đây để nó kết nối. Đây, bấm vô Confirm, Verify. Bấm vô đây nha. Rồi, xong. Đây, các bạn có thấy này. Đó, đây là thế là xong rồi. Chúng ta đã kết nối xong với lại cái khối này. Rồi, sau đó thì bây giờ các bạn có thể chơi như bình thường thôi. Các bạn có thể vào cái phần tập luyện này, Practice. Rồi các bạn có thể xài chung với lại timer cũng được, mình bấm vào đây để mình xài cube thôi. Đây, các bạn có thể bấm vào chữ scramble để bắt đầu, còn mình ấy theo mình thích ấy, thì mình sẽ làm u phẩy thì nó sẽ tự vô cái scramble luôn. Đây, các bạn có thể thấy. Thì ở đây thì cái app này các bạn có thể thấy là rất là hay luôn. Cái app này sẽ cho các bạn thấy á, là nó sẽ phân tích ra từng bước các bạn làm luôn. Ví dụ như là cái cross các bạn làm trong vòng bao nhiêu giây, cái phần ZOP làm trong bao nhiêu giây, và OLBL. Thì mình đã trở lại sau khoảng chừng một tuần mình đã chơi với khối này. Thì mình cảm thấy á, là cái khối này nó khá là đáng mua luôn. Tại vì thứ nhất á, là giá thành nó rẻ hơn so với những cái khối robot thông minh trên thị trường hiện nay luôn ấy. Kể cả khối Gen I Carry là cái khối đang là rẻ nhất ấy, thì cái khối này nó cũng rẻ hơn cái con Gen I Carry luôn. Và mình cảm thấy là chất lượng của khối này á, thì nó cũng khá là ngang bằng với lại khối Gen I Carry. Một cái điểm trừ á, thì mình thấy chính là nó nặng hơn con Gen I Carry thôi. Thì con Gen I Carry á, là có cân nặng là 77.5 gram, còn con này là 81 gram. Thì mình thấy là cũng không có chênh lệch quá nhiều.
cảm giác trên cái khối này á thì mình thấy là nó cũng y chang như là cái khối Monster Go 3x3. Nếu mà bạn nào đã sở hữu khối đó rồi thì mình nghĩ các bạn sẽ biết cái cảm giác của mình nói. Nó rất là mượt này, rất là êm luôn. Đây là hãng sẽ ấp xong mà để yên vậy luôn á, mình chưa có đụng gì vô hết, mình chưa có lúp, mình chưa có làm gì hết. Đây các bạn hãy nghe tiếng nha, rất là êm. Nhưng mà nó cũng giống như con Monster Go 3x3 là lâu lâu thì các bạn chơi, nếu mà các bạn finger trick ẩu á, thì các bạn sẽ bị kẹt lắc nhắc. Thì cái khối này á, mình cảm thấy là nó dễ bị kẹt hơn so với khối Gunai Carry. Các góc trên khối này thì mình thấy là nó thuộc dạng ổn thôi chứ thực sự là không có quá tốt. Tại vì các bạn có thể thấy á, là các góc này thì có một số góc thì mình phải dùng lực mạnh một chút xíu thì mình mới cắt được, chứ nó không có được nhẹ nhàng như là một số khối khác trên thị trường. Và có một số góc thì mình cảm thấy là mình cắt không được luôn, nó bị kẹt ấy. Thì do là cái khối này á, là bên Gan họ muốn hướng tới những cái bạn mới tập chơi Rubik này kia ấy. Các bạn muốn có một khối Rubik thông minh để các bạn chơi thử á, nên là họ không có để phụ kiện gì nhiều cho các bạn hết. Khối này thì các bạn sẽ không được tặng phụ kiện hay gì hết á, nên là các bạn có thấy là ốc này kia là mình để nguyên luôn, mình không có setup gì luôn. Thì cái khối này á, nhà sản xuất họ cũng đã bôi trơn sẵn cho các bạn. Thì mình thấy setup của họ để sẵn cũng rất là tốt các bạn. Mình thấy setup họ để sẵn cũng rất là tốt luôn, nên là mình nghĩ là nó khá là ổn, mà mình nghĩ là mình sẽ không có setup nó lại đâu. Tại mình thấy là chơi cũng rất là ổn rồi. Thì chừng nào lúc nó khô thì mình mới setup lại thôi, còn nếu mà bình thường thì mình nghĩ là nó vẫn khá là ổn để mình sử dụng. Mặc dù cái khối này là một cái khối giá rẻ nhưng mà nó vẫn có trang bị những cái chức năng cần thiết. Như các bạn có thấy này, cái khối này chúng ta có trang bị thêm đèn nữa. Khi mà các bạn xoay cái mặt trắng á, đó thì có sẽ có đèn, cái đèn trắng nó nhấp nháy lên cho các bạn biết là các bạn có thể kết nối khối này vào cái điện thoại của các bạn. Đó, mà khối này giá rẻ mà cũng được trang bị tính năng này luôn á các bạn. Thì như các bạn cũng đã thấy là khối Gunai Carry của mình là pin nó cũng khá là trâu, thì khối này cũng y chang như vậy thôi, nên là các bạn yên tâm về cái phần gọi là pin. Mình theo mình thấy là có một số khối Smart Cube pin nó hơi bị gọi là tệ, các bạn chơi xíu là nó hết pin à, còn cái này chơi rất là lâu luôn. Thì cái này dành cho những người nào lười giống như mình á, kiểu như là mình không cần phải sạc hoài, lâu lắm mình mới cần thay pin một lần cho cái khối này. Đó là mình đánh giá pin nó rất là tốt luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử làm một số solve cho các bạn xem nha, sử dụng cái app Cube Station này. Thì để chơi thì bạn bấm vô Practice, chúng ta có rất là nhiều cái mode nằm đây này, các bạn có thể tự khám phá. Mình sẽ vô Practice xong rồi mình vô Timer nha. Thì các bạn có thể thấy này, lúc mà mình solve á, thì như hồi nãy mình nói là cái khối này có điểm yếu là nó hay bị kẹt lắc nhắc. Nhưng mà mình thấy là khi mà các bạn cố gắng làm cải thiện cái finger trick của các bạn ấy, thì mình thấy là cái đó có thể khắc phục được. Như nãy giờ bạn có thấy khi mình giải này, mình không có bị kẹt lắc nhắc gì hết. Nói chung là nó rất là mượt luôn. Nói chung là lâu lâu mình print ẩu thì nó sẽ bị kẹt thôi. Nói chung là nếu mà so với những cái khối khác ấy, thì cái khối này các bạn cần phải finger trick chuẩn một chút xíu. Và mình thấy là khối này cũng khá là ổn với mấy bạn. Như các bạn thấy những cái solve của mình làm nãy giờ này, đó rất là mượt mà luôn. Trừ khi là những lúc mà mình gọi là finger trick ẩu á, thì có thể là bị kẹt, nhưng mà cái tuần cuối thì cái khối này mình nghĩ là cái tuần cuối thì các bạn sẽ khó spam TBS, tại vì do là các bạn cần với finger trick chuẩn ấy. Đó thì chỉ là đó là cái điểm yếu của khối này thôi, nhưng mà mình nghĩ là khi mà các bạn cải thiện được cái finger trick thì những cái này có thể khắc phục được. Theo mình thấy á, thì cái khối này nó làm theo kiểu tối giản các bạn, là giống kiểu như là bạn nào mà thích chơi gọi là không có muốn setup gì nhiều, gọi là không có muốn custom hay setup gì hết, thì mình nghĩ là rất cái khối này rất là phù hợp cho các bạn luôn. Tại vì cái khối này các bạn không được tặng phụ kiện gì hết, các bạn mua về các bạn mở ra các bạn chơi thôi, các bạn không cần phải setup gì lại. Một thông báo nữa cho các bạn á, đó chính là Gan chính thức mở một cái store trên Shopee và Lazada của Việt Nam. Thì các bạn có thể mua khối này ở trên đó, và nếu mà các bạn mua khối này ở trên đó thì các bạn sẽ được cái hộp ấy nó đẹp hơn là cái hộp của mình có rất là nhiều. Tại vì mình thì mình mua ngay cái đợt hàng đầu tiên ấy bạn, nên là mình không có cái hộp đó. Nhưng mà những bạn nào mà mua sau này á, các bạn sẽ được một cái hộp của Monster Go nhìn rất là đẹp luôn. Và khi mà các bạn mua trên Shopee hoặc là Lazada của Gan ấy, thì các bạn nhớ các bạn nhập thêm cái mã Gan Cube 6 để các bạn được giảm giá thêm. Đó, rồi thì đó là những gì mình có video lần này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này của mình. Hẹn gặp lại bạn video sau.